Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức tập huấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho cán bộ kỹ thuật, ban quản lý các khu công nghiệp, doanh nghiệp hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, đại biểu được phổ biến các nội dung như quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, vai trò của tiết kiệm năng lượng và các giải pháp tiết kiệm năng lượng điển hình trong ngành công nghiệp, các chính sách về giảm carbon trong và ngoài nước, tác động với doanh nghiệp, công nghệ chiếu sáng thông minh và tiết kiệm năng lượng. Theo lãnh đạo Sở Công Thương, năng lượng có vai trò quan trọng trong sinh hoạt của đời sống xã hội, phục vụ sản xuất, sinh hoạt và là động lực duy trì và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả là một trong những yêu cầu cấp thiết để giảm lãng phí nguồn tài nguyên, giảm thiểu tác hại đến môi trường và giúp gia tăng hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp. Kỳ vọng sau buổi tập huấn sẽ có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng những phương pháp tối ưu trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Xã hội sẽ có thêm những tuyên truyền viên để từng bước lan tỏa nhận thức, hành động về tiết kiệm năng lượng vì một thế giới bền vững hơn.